đầu á, vợ em là miền Trung. Nhưng mà nó là nó sai. Hồi trước là đi ra Mỹ từ chối. Tên 7-8 năm là visa Mỹ từ chối. Cái thời điểm đó visa Canada cũng từ chối. Tại vì sao? Chị của vợ em á, nó đi qua dạy du học cũng để lại luôn. Cái nó thấy hồ sơ nó không có cho vợ em qua nữa. Bây giờ chồng ở nhà, con ở nhà nhau mà nó không đi làm không đúng không? Rồi làm. Rồi em làm công ty lớn nữa, nó không lãnh cho nữa.